Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình làm tiếp mục là thử thách ăn mì gói. Đây các bạn. 8 gói mì để nhận 500.000 tiền thưởng. Các bạn hãy cùng đón xem bạn này ăn hết 8 gói mì để lấy được 500.000 hay không nè. Đây. Có một bạn cùng xé 8 gói mì. Ở đây mình không có một cái thau bự nên mình phải dùng hai cái tô lớn để chứa 8 gói mì. Mì đã hoàn thành rồi nha các bạn. Mình chuẩn bị 8 gói. Đó giờ đổ bột nêm vô. Đây mấy người bạn lại ủng hộ cho bạn ấy ăn 8 gói mì để lấy 500.000. Mày thử thách anh mày nghe, không uống nước. Không uống nước gì nữa.
Làm sạch luôn, sạch cái tô luôn, mới nhận được 500 ngàn. Bạn mà ăn không hát là bạn không được lấy được 500 ngàn đâu. Đó, vậy là tô thứ hai tiếp tục nha các bạn. Đây mình quay là cận cảnh luôn nè, cho các bạn thấy nè. Đó, trời ơi, một cái tô này mình thấy quá khứ rồi các bạn ơi. Bạn ấy ăn 8 cái mì coi trong thời gian được bao lâu đây nữa. Có hát hay không? Thôi nha. 500 lần đó anh. Em không nói thôi để bể bụng à. Mấy người tại chợ. Tình hình này không ổn rồi anh ơi. Còn một tô luôn, không biết bạn ấy ăn hết hay không nữa. 500 cố lên. Bạn ấy no quá trời luôn, phải cho bạn ấy uống miếng nước để nước nó mới xuống nha các bạn. Rồi bạn ấy quá thứ rồi, không xong. Chắc không xong quá. Ồ vậy còn sức ăn tết. Rồi luôn, giờ bạn ấy phải dùng tới Mirinda cho nó tiêu quá xuống nha các bạn. Ấy đã cố gắng rồi, chuẩn bị vượt qua cái thử thách này. 8 gói mì, 8 gói mì có nước nha các bạn, không phải 8 gói mì khô nha.
bạn sang này ngồi ăn, có nhân viên phục vụ nước. Thấy đã đi lấy cái muỗng lại để hấp nước. Chưa, gần hết rồi, sắp rồi, sắp đạt được mốt được 500.000 rồi. Tấm của mì rồi, bạn ấy đã no quá rồi. Vậy bạn ấy ăn được hả? Tưởng không được và mình cũng phải thử thách cho bạn ấy 500.000 luôn chứ, ăn 6-7 gói mì mình thấy là quá khứ rồi. Để coi bạn ấy có ăn hết 8 gói không. Đó, bạn ấy ăn gần hết rồi nha các bạn. Đó, tô bên đây là ăn hết rồi, còn có một ít nữa thôi là bạn ấy đạt được 500.000. Rồi, bạn ấy đã ăn không hết 8 gói mì, nhưng mà còn chỉ còn có ít nữa thôi, nhưng mà mình vẫn trao cho bạn ấy 500.000 luôn. Đó, dù ấy bạn ấy cũng đã cố gắng hết sức. Tao cho bạn ấy rồi. Rồi giờ díu mình tới đây tạm dừng nha. Xin chào các bạn nha. Đó là